Rồi, thầy chào các em học sinh của khối 9. Hôm nay chúng ta đi vào bài cuối của chương 2, đó là các nước Mỹ Latin. Và đây là cái bài nằm trong cái phần kiểm tra giữa kỳ. À, các em lưu ý. Đây là phần kiểm tra bài cũ của các nước châu Phi. Đó, chúng ta đọc câu hỏi, đó là giới thiệu vị trí và tên các nước Bắc Phi đã giành độc lập sớm sau chiến tranh thế giới thứ hai. Nha, trên bản đồ, xác định được vị trí của các nước này trên bản đồ. Và câu hỏi là tại sao năm 1960 được gọi là năm châu Phi. Nha. Thứ hai, câu hỏi thứ hai đó là giới thiệu vị trí của Cộng hòa Nam Phi trên bản đồ. Nha. Vì sao Cộng hòa Nam Phi thành lập năm 1961 nhưng nhân dân vẫn đấu tranh? Kết quả, ý nghĩa của cuộc đấu tranh, và như các em đã biết, đó chính là cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc mà chúng ta còn gọi là chế độ apartheid nha. Và chúng ta đi vào bài mới, đó là bài 7, các nước Mỹ Latin. Và đây là bản đồ khu vực Mỹ Latin. Chúng ta có thể xác định Mỹ Latin được tô phần màu đen, đó là từ Mexico trở xuống nha. Như vậy có thể nói một cách dễ hiểu hơn là Mỹ Latin là chúng ta có thể loại bỏ hai nước Canada và Hoa Kỳ, thì phần còn lại được gọi là Mỹ Latin. Đó, diện tích gồm 23 nước Cộng hòa nha, diện tích trên 20 triệu km vuông, dân số khoảng 600 triệu người năm 1993. Phần 1 La Mã, những nét chung. À. Thì câu hỏi đặt ra đây là tình hình Mỹ Latin trước chiến tranh có đặc biệt gì? À. Và các em nên nhớ cái ý này là nó giành độc lập rất là sớm. Chúng ta nhớ nè, các nước châu Á và châu Phi thì giành độc lập từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, tức là sau năm 1945, có thể nói là từ giành độc lập từ giữa thế kỷ 20. Nhưng Mỹ Latin giành độc lập từ rất sớm vào thế kỷ 19, nhưng sau đó rơi vào thống trị của Tây Ban Nha, và dần dần thì nó lệ thuộc vào Mỹ, trở thành sân sau của Mỹ. Ở đây chúng ta thấy cái từ sân sau có nghĩa là gì? Là cả nước Mỹ Latin lệ thuộc, nền kinh tế lệ thuộc vào nước Mỹ. Và khi mà nó lệ thuộc về kinh tế, dần dần nó bị lệ thuộc về mặt chính trị và bị Mỹ khống chế. Và đây người ta cũng gọi đó là chủ nghĩa thực dân kiểu mới mà Mỹ đã áp đặt tại Mỹ Latin. Thì tại sao gọi đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỷ 20, Mỹ Latin được ví như lục địa bùng cháy? Bởi vì ở đây nó bùng nổ một phong trào đấu tranh thoát khỏi sự lệ thuộc của Mỹ để giành lại cái quyền độc lập, quyền tự chủ của dân tộc. Đó. Thành lập chính phủ dân tộc, dân chủ, có nghĩa là chính phủ này do nhân dân bầu ra và phục vụ cho lợi ích của nhân dân, chứ không phải là lệ thuộc vào Mỹ. Và ở đây chúng ta thấy rằng yêu cầu là xác định vị trí của ba nước, đó là Cuba, Chile và Nicaragua. Đây là ba nước có phong trào đấu tranh mạnh mẽ nhất của khu vực Mỹ Latin. Đây là vị trí của ba nước này. Đó. Và nội dung đây chúng ta thấy là giành độc lập sớm, nhưng nó lại rơi vào vòng lệ thuộc của Tây Ban Nha và dần dần trở thành sân sau của Mỹ. Từ đầu những năm 60 đến những năm 80 thế kỷ 20 thì được gọi là lục địa bùng cháy. Kết quả là các nước này đã củng cố được độc lập, chủ quyền, dân chủ hóa, chính trị, tiến hành những cải cách kinh tế và thành lập những tổ chức liên minh để phát triển đất nước. Và đây là bảng số liệu kinh tế chính trị những năm 90 của thế kỷ 20. Thì tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 1991 đến năm 2000 là khoảng 3%.
Nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 1998 đến 2002 thì giảm xuống 1,5%, thu nhập đầu người không tăng, nợ nước ngoài đó thì ngày càng tăng lên. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nhận xét kinh tế chính trị của các nước trong khu vực Mỹ Latin này là ngày càng bị giảm sút. Thì từ đầu những năm 90 đến nay, tình hình kinh tế chính trị đã gặp nhiều khó khăn. Hãy chọn các đặc điểm riêng của các nước Mỹ Latin so với các nước châu Á trong giai đoạn này. Thì đây, câu đúng của nó là đây. Đó là nó chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ hóa Latin nè, Việt hóa Latin nè, bị đế quốc Mỹ chi phối mạnh nha. Thập kỷ 90 kinh tế chính trị có khó khăn, nhìn chung trình độ phát triển cao hơn so với các nước châu Á. Đây là những đặc điểm của Mỹ Latin. Chúng ta đi vào phần 2 La Mã. Cuba, hòn đảo anh hùng. Thì vì sao nói Cuba là hòn đảo anh hùng? Nha, chúng ta sẽ quan sát cái vị trí. Đây, ở phía trên cái lá cờ các em thấy đó là Hoa Kỳ. Và cái hòn đảo màu đỏ có cắm lá cờ đó là Cuba. Cuba chỉ cách Hoa Kỳ khoảng 100 km. Cách Hoa Kỳ 100 km. Nhưng nó đã kiên cường chống lại Mỹ suốt hơn 50 năm. Nha. Và vẫn độc lập cương quyết đi theo đường lối chủ nghĩa xã hội, mặc dù bị Mỹ bao vây cấm vận và gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta tìm hiểu sâu hơn ở đây. Đây là bản đồ của Cuba. Cuba là một hòn đảo vùng vịnh Caribe. Thủ đô ở đây ghi là Havana, mà chúng ta quen gọi là thủ đô La Habana. Diện tích là 111.000 km², dân số 11,3 triệu người năm 2002. Thì tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Cuba phải tiếp tục đấu tranh? Tức là sau khi giành độc lập mà tại sao Cuba vẫn phải tiếp tục đấu tranh? Bởi vì tháng 3 1952, tướng Batista là một tướng độc tài, thiết lập chế độ độc tài quân sự, và ông ta đã chọn đường lối đó là thân Mỹ, xóa bỏ hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động, bắt giam hàng chục vạn người yêu nước, làm cho mâu thuẫn xã hội gay gắt, nhân dân đứng lên đấu tranh. Như vậy nhiệm vụ của nhân dân Cuba lúc này là phải chống lại cái chế độ độc tài Batista thân Mỹ. Đó, đây là phần. Và nổi lên một nhân vật là người đã lãnh đạo nhân dân Cuba kiên cường chống lại tướng Batista, đó là Fidel Castro, một nhân vật lịch sử nha, là người đã kiên trì lãnh đạo nhân dân Cuba chống lại Batista và sau này là Mỹ. Đó, đây là tiểu sử của Fidel Castro. Đó, ông từng đỗ tiến sĩ luật học và đây là pháo đài Moncada, là cái điểm tấn công đầu tiên khi cuộc tấn công đầu tiên của nhân dân Cuba chống lại độc tài Batista là họ tấn công vào pháo đài Moncada. Đây là hình ảnh hiện nay. Thủ đô Havana và căn cứ lúc đầu của nghĩa quân là San Diego de Cuba. Thì vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Moncada là một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cuba? Vì nó đã thổi bùng ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên hòn đảo với thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ, nhiệt huyết, kiên cường. Và đây là sự kiện mở đầu cho phong trào đấu tranh được lãnh đạo bởi Fidel Castro. Và sau cái cuộc tấn công pháo đài Moncada bị thất bại, Fidel bị bắt, và sau nhiều năm thì ông được thả ra và
ông bị trục xuất khỏi Cuba và sang sống lưu vong ở Mexico, nhưng ông vẫn tìm cách tập hợp lực lượng để chờ ngày quay lại Cuba để chống lại chế độ độc tài Batista. Và sự kiện bắt đầu cũng từ Santiago de Cuba, thì nghĩa quân đã tập hợp lực lượng và tấn công vào thủ đô La Habana, và cuộc cách mạng đã thành công. Đó, ngày 1 tháng 1, 1959, cách mạng Cuba thành công. Và về ý nghĩa, nó lật đổ chế độ độc tài quân sự Batista, chấm dứt 5 thế kỷ đô hộ của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập thực sự, giáng một đòn mạnh và âm mưu bá chủ thế giới của đế quốc Mỹ. Thì sau cách mạng, thì Cuba là nhà nước đã có những cái cải cách quan trọng nào? Thứ nhất là cải cách ruộng đất, là tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho nông dân và xóa bỏ cái giai cấp địa chủ. Quốc hữu hóa các xí nghiệp nước ngoài, là tịch thu những nhà máy của các nhà tư bản và giao lại cho công nhân, mục đích là xóa bỏ giai cấp tư sản. Thứ ba là xây dựng chính quyền cách mạng, thanh toán nạn mù chữ, tức là xóa nạn mù chữ, phát triển giáo dục, văn hóa, y tế. Và các em biết rằng là hiện nay Cuba là một trong những quốc gia có tỷ lệ người biết chữ cao nhất ở khu vực Mỹ Latin. Và qua cái sự kiện dịch Covid vừa rồi, chúng ta thấy rằng Cuba một hòn đảo nhỏ nhưng đã chế được vaccine để người Covid, đó là vaccine Abdala và Soveno nha, mà Việt Nam mình cũng đã mua. Đây là những thành tựu quan trọng của Cuba sau cách mạng. Phần thảo luận này chúng ta đọc câu hỏi và chúng ta suy nghĩ trả lời nha. Những thành tựu của Cuba trong hoàn cảnh trên. Nhưng Cuba luôn luôn gặp những khó khăn nha. Thứ nhất là do chính sách bao vây, cấm vận, nha, phá hoại về kinh tế của Mỹ. Thứ hai, trước đây là Cuba cũng có dựa vào sự viện trợ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng hiện nay cái sự tan rã của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, cho nên không có đồng minh, không có nguồn viện trợ và không có bạn hàng để buôn bán. Cuba gặp rất nhiều khó khăn. Với hai khó khăn đó nhưng mà Cuba vẫn đứng vững và phát triển công nghiệp nha, các ngành hợp lý nè, nông nghiệp đa dạng, giáo dục, văn hóa, y tế phát triển, nền kinh tế có mức tăng trưởng ngày càng cao. Như vậy các em thấy rằng là dù gặp nhiều khó khăn nhưng Cuba vẫn vượt qua được. Và chúng ta đọc đoạn văn này để thấy rằng là Mỹ quyết định phải gọi là cô lập Cuba nhằm để Cuba từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng Cuba vẫn kiên trì đó, và vấp phải nhiều lần phá hoại của Mỹ. Thì đó, qua đây, qua những cái đoạn văn trên, bài học trên, thì chúng ta có thể giải thích được tại sao nói rằng Cuba được mệnh danh là hòn đảo anh hùng. Thứ nhất là giành được chính quyền từ tay độc tài Batista thân Mỹ. Thứ hai là xây dựng chủ nghĩa xã hội, vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội, vượt qua được mọi khó khăn do sự cô lập bao vây của Mỹ nè, rồi sự tan rã của các nước xã hội chủ nghĩa. Nhưng Cuba vẫn tiếp tục tiến lên, chọn con đường chủ nghĩa xã hội. Và chúng ta đây là bảng so sánh, một bên là Mỹ, bên là Cuba, và cách nhau khoảng 100 km. Diện tích thì Mỹ 9 triệu km vuông hơn, trong khi Cuba chỉ có 111.000 thôi nha. Dân số, rồi kinh tế, chúng ta so sánh mỗi mức thì chúng ta thấy rằng Cuba rất là nhỏ bé và thua Mỹ rất là nhiều. Nhưng nha, Cuba cũng đạt rất nhiều thành tựu quan trọng đó. Qua cái so sánh này chúng ta thấy được là Cuba đã kiên trì như thế nào. Và đây là một số hình ảnh về mối quan hệ đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba.
Đó, trong thời kỳ mà Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, Cuba đã giúp đỡ cho Việt Nam rất nhiều. Đó. Đó, chúng ta đọc đây, một bệnh viện 500 giường ở Đồng Hới nha. Rồi trại bò Mộc Châu, trại gà Ba Vì. Và Cuba tuyên bố là vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến cả máu của mình. Và ngược lại thì tình anh em bạn bè hữu nghị giữa Việt Nam Cuba có qua có lại, thì Việt Nam cũng đã giúp đỡ Cuba rất nhiều, và chủ yếu là lương thực nha, chủ yếu là lương thực. Đây chúng ta nhìn lại cái bản đồ Cuba hiện nay trên cái bản đồ, và phía trên đó là nước Mỹ. Đây là hình ảnh Fidel Castro đã sang tận Việt Nam đó, trong cái thời kỳ mà Việt Nam kháng chiến chống Mỹ căng thẳng năm 73, thì Fidel đã đến Việt Nam để cổ vũ cho cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Đây là hình ảnh Thủ tướng Phạm Văn Đồng gặp Chủ tịch Fidel Castro. Đây là Fidel Castro gặp tướng Võ Nguyên Giáp. Một số hình ảnh nó thể hiện cái mối quan hệ hữu nghị Việt Nam. Đây là cái phần ôn tập lại nha.